Chí mua gì cho nha. Thôi mua về, giờ làm cơm ăn tới trưa ăn luôn đi. Không vậy hả? Đánh giá ăn làm rồi đó, cho người con hơn. Chị chưa ăn rồi. Mẹ ăn rồi, chị đi vô chữ ăn mà chị không có ăn, cho ăn bánh mì hả? Chị chỉ mua mì thịt đó, bánh mì ấy nên nó bị chai đó. Con mua bánh mì không? Công viên gì xẹt qua đây dài qua đây công viên khu quốc gia lớn.